Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa tới Bình Thuận, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong sáng sớm ngày hôm nay, vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, gió mạnh dần đến cấp 6, sau tăng lên cấp 8. Trên đất liền, dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong hôm nay ở hầu khắp các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều xuất hiện mưa vừa mưa to, trong đó khu vực các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và cả miền Đông Nam Bộ, lượng mưa trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 100-150mm. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định tới Bình Thuận và Nam Tây Nguyên sẽ có lượng mưa từ 100-200mm, trong khi ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Khánh Hòa. Dự báo khoảng chiều nay trở đi, bắt đầu lại có một đợt mưa mới. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến tận ngày 30 tháng 10, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm. Vì thế, trong những ngày tới, miền Trung sẽ là cao điểm của mùa mưa lũ và lũ quét sạt lở đất. Còn về mức nhiệt ngày ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 24-27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mức nhiệt là từ 28-31 độ. Còn đối với các tỉnh thành Tây Nguyên, mức nhiệt thấp hơn, duy trì trong khoảng từ 26-29 độ. Khu vực Nam Bộ mức nhiệt sẽ dao động từ 30-32 độ. Với khu vực Bắc Bộ, cũng từ ngày mai do chịu ảnh hưởng của giới đá đông trên cao nên mưa sẽ lan dần lên cả phần phía đông của Bắc Bộ và có khả năng xảy ra tăng hơn vào những ngày tiếp theo. Trong đó thì khu vực Nam Đồng Bằng sẽ có mưa vừa đến mưa to. Còn về nhiệt độ thì ngày hôm nay Bắc Bộ trời tạnh ráo, nắng hanh với nhiệt độ cao nhất toàn vùng dao động từ 25-28 độ. Dự báo đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó sẽ có khoảng từ 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 11. Ngoài ra thì không khí lạnh gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng tăng cường độ trong các tháng chính khí ông. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021 có thể xảy ra sớm